Xin chào mọi người, bây giờ mình đi vô trường nha. Sáng bữa nay thời tiết rất là đẹp nè. Đây là cái đường đi vô trường nè, ngồi đi tới cái dốc. Mỗi ngày mình lên mình xuống cái dốc, mỗi hồi cái như mình tập thể dục vậy đó. Ê, cái bên đây hoa dâm bụt nhỏ nhỏ mini này nó nở hết trơn rồi nè, nguyên vàng hoa dâm bụt luôn. Đẹp quá hả? Đây. Nó nở hết trơn luôn, lá giống như bị sâu hay gì á. Bây giờ mình đi lại đằng kia có cái hoa kia kìa, nhìn cũng dễ thương lắm. Để mình đi lại đằng kia mới được. Mình thích cái hoa kia quá à. Đây nè mọi người, cái hoa này đẹp quá nè, nguyên cái vàng hoa nè, hoa nhỏ nhỏ thôi nha, nhưng mà nhìn nó cái màu đẹp hết biết luôn. Đây rồi, cái này nó rụng hết một bông rồi. Thôi mình thích cái hoa này quá. Đây nè, để lát nữa mình chụp một tấm hình cái hoa này. Trời ơi, nguyên cái vàng này luôn nè, miếng vàng này hoa không nè. Đây cái đó nè, trời này cũng muốn tàn rồi. Rồi đẹp quá. Hình như đây là cái công trình đang xây nè, công trình mới của trường. Bây giờ mình đi vô lab nha mọi người, đi tiếp tục đi vô lab. Bây giờ sắp tới con dốc rồi nè, tới con dốc rồi. Mỗi lần đi xuống con dốc này thật là đuối, và đi lên nữa, lên đi xuống là đủ tập thể dục nguyên ngày rồi đó. Con dốc này lúc trời mưa đi lá cây rụng nhiều dữ lắm luôn. Ý sao giờ này sinh viên có người đi ra nữa ta? Trời ơi, người ta đi nhanh hơn mình luôn. Đi mới có một đoạn mà sao mệt với người ta. Bây giờ xuống dốc rồi, về tới cái đường hàng cây này nữa nè. Đi vô cái đường hàng cây này đi. Nói chung cái cảnh cũng rất là tuyệt vời ha, nhìn đẹp, cây xanh nhiều. Dạo này thời tiết mát mẻ, đi vô đây đi bộ nhìn thấy cảm thấy có cảm xúc, có cảm hứng có cảm hứng nghệ thuật. Ở đằng kia trường nó mới xây cái chữ Hoa Dách Diêu á, mới năm nay mới xây, hồi tháng 8 hay gì á, mấy năm trước thì không có. Đây bây giờ để mình đi tới đó mình quay cho mọi người coi cái chữ đó ha. Để mình quay cho mọi người xem, đây là máy cắt cỏ trong trường nè mọi người. Ở bên đây người ta xài máy cắt cỏ gì nè. Ở trong khuôn viên trường có nhiều cái bãi cỏ xanh như lắm, với lại có sân vận động cũng cỏ nhiều nữa. Phía sau tòa nhà số 2 á, nguyên cái bãi cỏ đẹp hết biết luôn. Bộ mình nhìn mấy bên nhà 1, tự nhiên mình cảm thấy bên nhà 1 nó đẹp dữ ta. Cái cảnh nhà 1 đẹp dữ vậy. Bây giờ tới đây, tới cái dòng xoay rồi, cái chữ Hoa Dách Diêu nè mọi người. Nhìn cũng khá là tuyệt vời. Trong trường nó làm màu sắc nổi nổi ha, nhìn đẹp ha, cái cục đó, cái cục gì đó đỏ lồm. Vô cái nhà ăn ở trong kia cũng đỏ. Để chữ Hoa Dách Diêu nhìn lòng màu sắc cũng hay ho. Vậy ha. Bây giờ mình đi tới cái vườn hoa. Ê, cái hoa đào rụng hết rồi nè, rụng hết lá rồi, chuẩn bị nở hoa rồi. Năm nay chắc nở hoa sớm quá. Mình vô ngay chỗ cái nhà ăn này nhìn cũng đẹp quá nè. Mình đi vòng qua vườn hoa nha. Trời, có hoa hồng nè. Mà năm nay, ủa sao cái mùa này nó bị rụng quá. Hoa hồng cũng rụng lá nữa mà.
ít hoa quá à, mỗi năm hoa nở nhiều lắm luôn. Đây mình đi tới cái chỗ bán quầy bán đồ ăn này nhìn thấy ngon quá nè. Hoa đào rụng hết lá luôn đây luôn, nguyên vườn hoa đào ha. Đây là sân cỏ sau tòa nhà số 2 nè mọi người. Sân cỏ này mình thường hay thấy vào cuối tuần là người ta vô người ta chơi đánh bóng chày á. Bữa nay không phải cuối tuần mà cũng có số sinh viên hay số người ngoài gì vô đánh bóng chày nè mọi người. Họ đang vận động đó. Đây cái xe đó là cái xe bóng để cái gì? Cái cây để đập bóng chày với bóng chày á. Cuối tuần là vô đông nhiều dữ lắm luôn á. Bây giờ mình đi tham gia cái lớp tập huấn chén ninh ha. Giờ mình vô tới ngay chỗ cái hội trường để học cái lớp chén ninh này ha. Ý, thì ra bên ngoài nó có để cái màn hình này đó nè, giới thiệu. Ý, nó có thông báo trên cái màn hình điện tử máy tính này nữa nè, sang quá ta. Bây giờ mình đi vô từ từ nha mọi người. Cái đầu tiên là mình sẽ gặp bạn tiếp tân nè ha. Hi, good morning. Đây là không gian lớp học nha mọi người. Bây giờ mình ăn cơm nha, mình lấy được một phần cơm miễn phí này nè. Đây. Đây. Lúc nào cũng có cái phiếu để mình đánh giá nha nè. Giờ mình ăn cơm nha. Trưa nay nó cho ăn mì này mì gì không biết nữa. Mì tôm xào với trứng, cái này là hình như thịt gà hay gì nè, thịt gà lăn bột chiên. Thôi để mình ăn thử nha mọi người. Ăn cũng được nhưng mà khẩu vị nó lạc quá. So với khẩu vị Việt Nam thì cái này nó rất là nhạt ha. 1, 2, 3, 4, 5 với cái trứng. Bây giờ mình ăn nha mọi người. Như bữa nay học cái là International Activist and Diplomacy hả? Còn bữa nay ông thầy già già này ông dạy nè, chắc hay đó. Bây giờ mình chờ ăn xong rồi mình vô học nha mọi người. Hẹn gặp mọi người sau khi lớp học mình sẽ quay tiếp. Về thôi. Đang học rồi sinh viên đi là nhiều sinh viên đi đồng loạt đồng loạt luôn vậy trời, giờ tính mình cũng đi về luôn nè mọi người ơi. Bữa nay thời tiết đẹp á. Đứng đây quay vòng. Thì bên đây máy cắt cỏ nó cắt ở bên nhà 7 nữa nè. Trời 15 gram nữa chứ. Thôi bây giờ đói bụng quá à, đi về ăn cho hết cái tô mì hồi nãy người ta cho, hồi nãy ăn đâu có hết đâu. Cảnh à, 15 gram mà. Thôi bye bye mọi người nha, mình vô mình ăn cơm đây. Mình ăn mì chứ lộn.